Xin giới thiệu, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một con Gundam có tên là Gundam Red Astray Gundam. Đây là bộ 3A trong Gundam Mobile Suit có thế hệ thứ 3. Còn đây chính là cây kiếm bự của Red Astray. Nó có thể tháo được cây súng này ra và có thể biến thành một dạng bộ cạp chim bay. Kiểu gì bạn sẽ thích như vậy. Nếu bạn muốn làm như vậy thì sẽ có kiểu vậy như vậy nè. Đây. Và đây nữa. Còn đây bạn bạn có thể thắt như một kiểu như vậy. Như kiểu như vậy. Bạn có thể tháo rời ra được. Như một kiểu như vậy nè. Bạn có thể tháo rời ra như một cách tuyệt tích. Như vậy. Có thể tháo ra từ tất cả. Còn đây là bộ phận chính của Red Astray. Đây cái là cái khớp nối tay chân. Còn đây là một cái kiếm nhật. Còn phần tay có thể bắn ra một một